Thầy Tết năm rồi hả Vân? Đúng rồi, Tết năm rồi. Nhân dân vô xem canh. Quen rồi. Xin chào bà con, đã quay lại với kênh kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Hiện tại anh em kỹ thuật của nông nghiệp xanh quay lại khu vực của mình là ấp gì, xã gì, xã Thái Mỹ hả? Của thuộc Củ Chi ha. Cách ngay cái kho của em là ở Hóc Môn á, cách đây cũng tầm là 45 phút đi xe thôi. Thì đến tư vấn cho anh cái cách mà làm bông một cái cây bưởi da xanh. Hiện tại là cây mình là mấy năm rồi anh? 3 năm rưỡi. Cây 3 năm rưỡi mà anh trồng rất là sung ha. Nhìn bên ngoài á là bộ tán rất là sung, cây đủ lực và cơ bản á là cái yếu tố là cành nhện mình có. Tại vì mình làm bông á là mình chủ yếu là nó cho ra ở những cành nhện, mà cây anh á thì cành nhện rất là nhiều. Cái vườn mình được cái là nó bị nhện đỏ thôi. Đây nhện nó ăn này. Này, hồi xưa là cái cây lá mà anh ra anh không có phòng được á, thì cái lá của mình nó bị nhện, nó ăn bạc lá đi. Khi bạc lá như vậy á thì nó sẽ giảm quang hợp, nó mất cái diệp lục rồi á, thì nó giảm quang hợp và nó không tổng hợp được các chất cho cây ha. Thì sau này là cây lá ra thì mình phải xịt phòng định kỳ. Cái lá thì cái này mình cũng còn khắc phục được hơn. Cái này bình thường không sao anh. Cái này những cái cây sau với lại sau này mình chăm sóc theo một quy trình á thì cái trái mình nó sẽ đẹp thôi. Cơ bản là cây anh này, thứ nhất là không bị bệnh nhiều này, không bị ghẻ này kia này, nó chỉ bị nhện, nhện đỏ nó cắn thôi. Đó, thì sau này mình làm bông bình thường. Bây giờ là đầu tháng 3 rồi, thì anh cho em là đi bón một cây là 3 kg lên nung chảy. Bón lên nung chảy nha, không bón lên super. Tại vì lên super là nó có tính axit. Axit thì nó sẽ giảm pH của anh. Còn lên nung chảy thì nó vừa bón vào, nó vừa làm tăng cái pH đất của mình. Thì sau này mình dễ làm bông. Lên nung chảy bón giờ tại vì sao? Tại vì lên nung chảy là nó nhả chậm. Thằng đó nó nhả rất là chậm, nó nhả từ từ. Nó nhả không phải là rễ mình nó sẽ hút dinh dưỡng cái lên đó vào liền, nhưng mà cái rễ mình á nó sẽ tiết ra một cái chất nó ăn cái phân đó. Thì từ 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 nó nhả, rồi sau đó 10 ngày sau thì anh bón cho em là nửa ký kali. Khi bón phân xong á thì mình nhớ tưới ướt đậm. Bón xong là tưới đậm nha. Lan cũng vậy mà kali cũng vậy. Kali cũng vậy, rồi từ đó là mình giảm lượng nước tưới. Ví dụ bình thường anh tưới là khoảng cái vườn này anh tưới bao nhiêu phút? Tưới đậm là bao nhiêu phút? Tưới đậm nếu mà lộ dày tưới là khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng hả? Thì anh giảm lại cho em là tầm khoảng là 30 đến 40 phút. Giảm trong quy đúng rồi, giảm nước lại. Trong quy trình làm bông là không cắt nước hoàn toàn. Tại vì sao? Khi mà anh cắt ví dụ cắt nước 1 tháng đi. Khi mà anh tưới bông vào, tưới nước vào một cái thì nó sẽ bung bông, bung ra nhưng mà bung hỗn. Bung rong kéo theo đỏ thì nó dễ bị rụng. Thì trong quá trình á thì mình sẽ ở trên lá thì mình sẽ dùng cái dinh dưỡng mình điều khiển là những cái bộ tạo mầm hoa. Còn dưới gốc là mình nói chung là nếu nó khô quá thì tưới lại, ví dụ đất như vậy là tưới này. Tưới nhấp lại đủ ẩm cho cây, không tưới đậm. Đó, trên này thì phun cho em tầm khoảng là 5 lần, cây anh phun khoảng tầm 5 lần. Rồi sau đó mình sẽ là kích mầm hoa ra. Đấy, phun cái bộ tạo mầm thôi, ví dụ như là lân gel này, kali hữu cơ này, cô tông này, marking này, thì cái bộ đó thì em sẽ về em sẽ lên cái liệu trình riêng cho anh, ví dụ bước 1 anh làm cái gì, bước 2 làm cái gì, bước 3 làm cái gì, thì mình phun tầm khoảng là 5 lần. 5 lần cách nhau 7 ngày. 7 năm 35 thì mình tạo mầm trong khoảng là 1 tháng. Hơn 1 tháng ha, 35 ngày. Đó, thì đến đó là cập nhật tình hình tiếp, tại vì trong quá trình anh làm á thì nó sẽ gì? Yếu tố thời tiết. Ví dụ mình phun đến cử thứ tư mà nó gặp mưa đi, tại vì qua tháng 4, tháng 5 á, thì nó dễ bị kính mưa. Thì anh phải cập nhật cho em, nếu mà ép cảm thấy chưa tới thì mình phải phun lại. Phun thêm một liều nữa. Ép đến khi nào á mà anh cảm thấy này, thứ nhất á, là nó lú một số hoa ở trong cái cành nhện. Thứ hai là cảm thấy cành nhện của mình. Anh để ý, anh đi để ý thấy cành nhện á, ví dụ đây. Nó sẽ sưng luôn, nó sẽ sưng cương cái này lên. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa anh bóp cái lá. Bóp cái lá nó giòn, dù giờ là chưa gì hết đúng không? Là nó mềm này, nhưng mà đến đó rồi anh bóp sẽ nó giòn á. Thì và cái thứ tư nữa là mình cảm thấy cái lá mình nó rụng nhiều. Tại vì mình ép tạo mầm mà, nó xào lá đi nó sẽ rụng một phần. Nó rụng tầm khoảng 30% cái lá.
thì lúc đó anh mới chuyển qua bước kết mầm. Kết mầm và lẩy lá. Lẩy lá thì anh biết lẩy đó gì? Những cành này này, khi xong mình lẩy thôi, lẩy, lẩy và bấm cần. Nếu muốn lẩy nhanh á thì cái em cho anh cái bước xả lá. Xả để nó bớt lá đi để mình lẩy nhanh hơn, sau đó mình cây nó ảnh hưởng không? Không ảnh hưởng cây. Không ảnh hưởng cây. Cái quy trình bên em làm cho anh á là một cái quy trình dùng dinh dưỡng để mà điều khiển cây. Chứ nó không, bên em làm mong theo phương pháp là sung chứ không phải là sung suy rồi sung. Sung suy rồi sung là anh cắt đứt hồi xưa giờ đó. Bên em là không xài bắc lo nha. Bắc lo là anh xài nhiều nó bị khẳng cây. Tôi muốn sao mà làm trái khi mình nó ra trái ra bông rồi là tới sau này mình bẻ cây nó vẫn còn xanh. Đúng rồi, đúng rồi. Thì anh xem những video tụi em làm đó, là cái cây mình ra trái vẫn sung, neo trái vẫn sung, thu hoạch xong cây vẫn sung. Trong quá trình neo trái cây vẫn đi cơi bình thường. Thấy không? Những video tụi em làm đó, làm rất nhiều nhà vườn rồi. Đó, đơn thuần là cái cây của anh rất là sung này, em thấy cái tàng rất là sung. Đó, cần nhện nhiều có thể làm được. Những cái vườn mà người ta sai lầm á, là hồi xưa người ta cắt hết những cái cành trong thân á, thì sau này làm có con nhện đâu mà làm. Phương pháp thì mình làm đầu cành thôi, thì phải kích lại những cái chỗ trong thân. Mà cây anh là có rồi nè. Cành nhện mà anh làm tốt á, là cành nhện vậy nè, nó đủ to, đủ mập và nó lên cái gân này nè. Đó, thì sau đó mình phân hóa mầm hoa xong anh bấm cái này luôn. Bấm cái hai chỗ này luôn nha. Sau đó mình kích ra. Đó, mình kích ra thì nó sẽ bung hoa ra cho mình. Đó, như vậy nó bung kéo theo hoa, sau đó mình dưỡng thôi, vào quy trình dưỡng thôi. Thí dụ cây này mình để một cây vậy khoảng bao nhiêu trái nó một đổ. Cây cái lực của anh á là tầm khoảng là, nếu cái lực cây sung á thì cho em tầm khoảng 60-70 trái là bình thường. Nếu mà cây suy quá thì 40-50. Đó, ví dụ là cho một cây là trung bình là 50 trái đi. 50 trái mà trung bình là 1,5 kg ha. 1,5 kg cho trái là được 75 kg nhân giá trung bình là cho 20 đi. Là 1,5 triệu cây, ngon chưa? Đó, vậy thôi. Mà ở đây anh bán giá cao không? Bình thường bữa ở đây bán giá cao không? Tết thì cũng được 40. Đó, Tết ở đây 40 mà ở đây Củ Chi thì có cái kênh mình bán ra chợ đúng không? Nó ra nhện vậy là ngon ha. Ừ, nhện vậy là ngon này. Đó, nhện nhện to này. Đây, thằng này này. Mấy cái nhện to á. Mấy cái này bỏ không? Chắc mấy này bỏ. Mấy nhện tầm thì bỏ bớt đi, để làm gì? Nó tập trung nuôi ba cái này, tại vì ở đây có 6 nhện rồi này. 6 nhện mà đây hai cái tầm này thì bỏ bớt này đi. À, để cho nó nuôi cái này. Đó, nhện to thì sau này dễ làm bông. Sau này anh đặt lá đi, cho đặt lá đi. Cây này chỉ ở đây 1 kg bán được 40.000 thì kiếm tiền không? Một trái là một trái kia mấy không? Cũng như mùa này có cứ 30-35. Mùa này là đang chuẩn bị là bữa nghịch nè, bữa rằm tháng 4, tháng 5 nè, thì giá nó cao. Có Tết. Tết rồi là ở đây là bao nhiêu? 40 luôn hả? 40. Mùa vậy là cao lắm. 40. Quá cao luôn, nên làm. Đám dư bẻ được có mấy trăm ký. Mà đợt rồi đâu có làm đâu đúng không? Không có làm. Đám này không có trái luôn, không có để trái. Đợt rồi là nó ra tự nhiên. Năm rồi á. Ra tự nhiên mà không có để trái, lạc bỏ. Ra tự nhiên lạc bỏ. Cũng vào dịp Tết luôn hay sao? Dịp Tết luôn á. Ừ. Rồi bắt đầu còn lợn mớ là tôi mới vừa cách nay khoảng tuần nay là tôi cắt ra, tôi cắt, tôi đẩy xe rùa đi đổ hết. À. Đổ xa ra hết. Đúng rồi, đổ xa tại vì mình để mấy cái trái trong nó, cái côn trùng nó dễ đẻ trứng trong á. Có rồi vàng. Đám dứ chưa dọn. Ừ. Vườn anh trước mắt là nhện thôi. Cái này là phun trị nhện trước này. Giờ phun nó nắng lên á nó hay bị nhện lắm. Phun nhện là phun giấc này là đẹp này. Giấc 8-9 giờ là đẹp này. 8-9 giờ sáng. Ừ. Bỏ xít muỗi á, biết bỏ xít muỗi không? Nó chích cái trái thâm đen á. Là phun giấc tối. Ruồi vàng phun giấc tối là hay. Còn con này á là nên phun giấc sáng. Tầm giờ này. Con này với bò trĩ đâu. Bò trĩ thì cũng phun tối tối luôn. Tại vì cái giờ đó nó ra hoạt động mạnh thì mình phun nó trúng thuốc thì nó mới chết được. Đó, những cái dòng thuốc mà phun trúng nó mới chết. Còn cái này là giờ này phun là được này. Tầm 8-9 giờ cho nắng lên nó đi. Đó. Thì bữa Tết thì anh xử lý là khoảng tầm khoảng là cuối tháng 4. Cuối tháng 4 là mình tầm 20 tháng 4 á cho lập lá. Lập lá cành nhện. 20 tháng 4 âm lịch cho lập lá cành nhện. Từ khi anh đặt lá đến khi nó nhú mầm hoa thì nó phải tốn khoảng 10 ngày đến 15 ngày. Lập lá xong nha, kết mầm là đến để nó lú á là đến 15 ngày, và từ khi nhú mầm hoa ra hoa xong á đến khi xả nhị là 21 ngày. Là nó qua tầm tháng 5. Thì tính về đó, tính từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 là 7 tháng. Như vậy là trái bưởi đẹp, là canh đúng dịp Tết. Đó, anh phải canh cái thời điểm như vậy. Chứ nhiều nhà vườn á là ví dụ canh trước Tết quá thì mình thúc chín cũng được, nhưng mà nó hơi cực. Hoặc là mình neo trái nó cũng hơi cực. Thì mình canh đúng dịp Tết này hơn.
bên anh quy trình của em vẫn cho chín sớm được. Nhiều cái vườn á vẫn cho 6 tháng rưỡi là thu bình thường. Có nhiều vườn vẫn neo, nhưng mà mình neo nhiều á nó sợ bị khô đầu múi, với lại nó vàng. Khô đầu múi. Với lại nó vàng. Già quá. Nó già quá đó. Thì tầm 7 tháng là đẹp. Bưởi ở đây là tầm 7 tháng. Còn bưởi mà cánh khu vực Tây Nguyên này kia thì nó phải lâu hơn. Lâu hơn nữa. Lâu hơn nữa. Ở cánh miền Bắc này, cánh mà xứ lạnh á, Bảo Lộc này, Lâm Đồng này, cánh Tây Nguyên Đắk Lắk á thì nhiều khi nó rơi vào 8 tháng lận. Chứ không phải là 7 tháng đâu. Còn khu dưới mình á, Bình Dương, Tây Ninh này kia nhiều khi 6 tháng nó chín rồi. 6 tháng mấy chín. Đó. Thì sau này bên em vào cái quy trình chăm sóc dưỡng trái nó sẽ hợp lý hơn cho anh. Rồi. Về em sẽ lên một liệu trình chi tiết đó. Ví dụ bước 1 làm cái gì, bước 2 làm cái gì, bước 3 làm cái gì. Tôi tính nhờ nông nghiệp Thanh là hướng dẫn cái cụ thể cái vấn đề đó. Đúng rồi, em đi với nông dân nhiều mà, em biết nông dân mà. Là mình nhiều khi em phải in ra luôn á, em in ra một cái tờ giấy cho nông dân ghi lên cái bảng làm vườn á, nhật ký làm vườn á. Thì bước 1 làm gì, bước 2 người ta làm gì, người ta dễ, dễ hình dung. Chứ nhiều khi mình nói qua vậy, nhiều khi người ta đâu có nhớ đâu. Đúng rồi. Đó. Cái là bị rệp kim nhiều này. Rệp kim này anh phải trị này. Đây này, này rệp kim này. Cái này mà không trị á thì nó bị nứt thân á. Nứt thân nó xì mủ ra. Những cây những cành mà nhỏ này bị á là nó bị khô cành luôn. Cái này phải trị sớm này. Lát em cũng cho anh cái to thuốc đi ha. Dạ. Cái to thuốc nào sạch cơ. Giờ vườn anh á là trước mắt á là bây giờ anh cho 4 lần đi và trị cái này. Trị cái này, xịt tẩy đi. Nếu mà xiên á là cho lấy cái vòi rửa xe á. Vòi rửa xe mà xịt tẩy nó bắn đi luôn. Cho nó sạch da ra, nhưng cái đó nó hơi lâu, hơi cực. Đó, chịu khó xíu thôi. Cái này lấy chứ mình xịt thuốc lên á thì nó chết rồi nhưng nó vẫn bám đó. Đúng không? Anh phải xịt lấy cái vòi rồi xem mình xịt tẩy cho nó bay luôn. Này lấy với nhám xả sơ. Nhiều vườn người ta lấy cái bàn chải chà. Chà. Xả xong xịt nước lại. Như gốc mai vậy. Làm sao nó bay đi là được à? Tại vì để lâu nó bị khô á, bị nứt thân á, nhiều nha, bị nhiều á. Cây nào cũng có. Ừ, cây nào cũng có. Mùa này là mùa đẹp kim. Cây nào cũng có. Mùa này em đi nhiều vườn lắm, nhiều vườn mà hầu như vườn nào cũng có. Đấy, cái này phải trị dứt điểm trước nha. Rồi sau đó là mình đợi thôi. Như mấy cây này nó ảnh hưởng bên này nó rập làm trái. Rập mà không rập quá đâu anh. Cái này cũng chung là rập nhưng mà không rập quá, nó vẫn có ánh nắng vào trong này. Cây anh thoáng mà. Sau này mình cắt mình tỉa bớt thôi. Nào mà cần nào mà rập quá cho tiểu á. Mà chưa đến nỗi, đang còn được, con xài. Còn ăn được. Vậy này con ăn được, không lo. Nè, vậy nè. Tôi cũng công hoài điện mấy hôm nào mà cứ... Tại vì mùa này tụi em đi nhiều. Tụi em mới đi cánh Bà Rịa Đồng Nai lên mà. Bữa hay qua Bình Phước. Mùa này người ta đang vào vụ làm bông á. Thì tụi em đi nhiều. Tí nữa phải bắn lên cánh Gò Dầu Tây Ninh nữa. Đó, như vậy thôi. Quay một cái video ngắn như vậy để bà con mình biết được cái công tác mà trước khi làm bông bưởi Tết cho niên vụ 2023-2024 ha. Nếu bà con mình cần quan tâm tư vấn có thể liên hệ vào số điện thoại mình đặt ở góc phải màn hình là 0948 661 669. Thân ái chào bà con.